Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Mình là AT. Và sau sự việc Apple thừa nhận cắt giảm hiệu năng của những thiết bị chai pin thì đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận lại sự việc và kiểm tra xem viên pin trong máy của các bạn có cần thay thế hay chưa. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách để kiểm tra tình trạng pin trên chiếc iPhone của chúng ta. Cách đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sử dụng tính năng tình trạng pin beta trên iPhone. Và một điểm mà các bạn cần lưu ý khi sử dụng tính năng này đó chính là chiếc iPhone đã được cập nhật lên phiên bản iOS 11.3 và hiện tại đang là bản beta. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt, vào mục pin, tình trạng pin beta. Có hai mục mà các bạn cần lưu tâm trong tính năng này. Mục đầu tiên sẽ cho biết viên pin trong máy còn chứa được bao nhiêu phần trăm so với lúc xuất xưởng. Còn dung lượng hiệu năng đỉnh là tính năng mà Apple sẽ kích hoạt lên để làm chậm những thiết bị mà có viên pin đã bị chai. Và đây cũng chính là điều mà Apple đã bị lên án trong những ngày qua. Cách thứ hai mà các bạn cũng có thể sử dụng đó chính là sử dụng phần mềm Battery Life. Các bạn sẽ vào App Store và search Battery Life ngay dòng đầu tiên. Và chúng ta sẽ tải nó về. Ra ngoài màn hình Home và đợi cho ứng dụng chúng ta sẽ tải về trong giây lát. Sau khi phần mềm được cài đặt xong thì các bạn sẽ vào Battery Life. Vào dấu ba gạch và thông tin sử dụng pin. Hiện tại máy mình đang có dung tích là 2600 trên cho 2915 mAh, còn khoảng là 89% so với cái dung lượng mà lúc đầu máy xuất xưởng. Với những cái ứng dụng kiểm tra độ chai pin như là Battery Life thì sẽ cho các bạn là cái kết quả rất là nhanh. Tuy nhiên, những con số mà ứng dụng này đưa ra chỉ mang tính chất là tham khảo chứ chưa thể chính xác tuyệt đối do các thuật toán trên phần mềm có thể là khác nhau. Cách thứ ba cũng là cách cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sử dụng các công cụ trên PC như là iBackup và iTunes. Ưu điểm của các phần mềm trên PC này cũng giống như các ứng dụng trên iPhone, đó chính là cho kết quả rất là nhanh, nhưng sẽ bất tiện ở chỗ là chúng ta sẽ phải sử dụng tới máy tính để tải các công cụ này về. Và mình sẽ cho link các cái công cụ này ở bên dưới phần miêu tả của video. Và mình sẽ demo cho các bạn đó chính là phần mềm iTunes. Sau khi tải phần mềm về, cài đặt, mở iTunes lên và các bạn sẽ sử dụng một sợi cáp Lightning để cắm vào chiếc iPhone. Bước tiếp theo, các bạn sẽ chọn thẻ Toolbox vào mục Battery Master và toàn bộ các thông số về pin của máy sẽ hiện ra ở đây. Chúng ta sẽ cần lưu tâm tới 4 mục chính. Ở mục đầu tiên sẽ nói về số lần sạc của chiếc iPhone. Ở mục thứ hai đó chính là độ chai pin của máy. Ở mục thứ ba sẽ nói về dung lượng pin của máy các bạn sau khi được sạc tối đa. Và cuối cùng đó chính là dung lượng pin tối đa khi máy vừa xuất xưởng. Và trên đây là ba cách mà mình đã giới thiệu cho các bạn về việc kiểm tra xem là chiếc iPhone mà các bạn đang sử dụng có chai pin hay chưa. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.